僕はリンゴです。よろしくね。Xin chào, mình là Ringo. Học tên gọi dụng cụ học tập bằng tiếng Nhật cùng với Ringo. Ringo と一緒に文房具を学ぼう。Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, プレゼントをもらったよ。Ringo đã nhận một món quà to đó. 中に何が入っているのか開けましょう。Mình cùng nhau mở quà, xem bên trong có món đồ gì nhé. さあ、開けるね。Ringo mở quà nhé. Mở quà. Mở quà. リュック。リュック。ba lô. Mở quà. Mở quà. ランドセル。ランドセル。cặp sách đi học. Mở quà. Mở quà. 名札。名札。bảng tên. Mở quà. Mở quà. セロテープ。セロテープ。băng keo. Mở quà. Mở quà.のり、のり、hồ dán. Mở quà, mở quà. 粘土、粘土、đất sét. Mở quà, mở quà. クレヨン、クレヨン、màu vẽ. Mở quà, mở quà.ノート、ノート、vở. Mở quà, mở quà. 本、本、sách. Mở quà, mở quà. チョーク、チョーク、phấn bảng. Mở quà, mở quà.ハサミ、ハサミ、kéo. Mở quà, mở quà. ボールペン、ボールペン、bút bi. Mở quà, mở quà. 筆箱、筆箱、hộp bút. Mở quà, mở quà.鉛筆、鉛筆、bút chì. Mở quà, mở quà. 定規、定規、thước kẻ. Mở quà, mở quà. 消しゴム、消しゴム、cục tẩy.僕はリンゴです。よろしくね。Xin chào, mình là Ringo. Bây giờ, các bạn hãy nghe và chọn đúng đồ vật nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. 鉛筆をください。Hãy lấy cho tôi. 鉛筆 là cái nào nhỉ? クレヨンをください。Hãy lấy cho tôi. クレヨンLà cái nào nhỉ? 名札をください。Hãy lấy cho tôi. 名札。Là cái nào nhỉ? ノートをください。Hãy lấy cho tôi. ノート。Là cái nào nhỉ? リュックをください。Hãy lấy cho tôi. リュック。Là cái nào nhỉ? Vậy là chúng ta đã học tên các dụng cụ học tập bằng tiếng Nhật rồi đó. Bây giờ, chúng ta ôn luyện lại một lần nữa nhé. Crayon. Crayon.
リュック粘土ノート消しゴムハサミ鉛筆名札Tiếp tục nhé, chúng ta còn nhiều dụng cụ học tập nữa đó. 筆箱 セロテープ のり定規 チョーク 本 ボールペン ランドセル Vậy là chúng ta đã ôn luyện những dụng cụ học tập bằng tiếng Nhật rồi đó. Các bạn có những dụng cụ học tập gì nào? Hãy kể Ringo biết nhé. Hãy đăng ký kênh ủng hộ Ringo nhé. Ringo hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. いいねとチャンネル登録をお願いします。じゃあまたね。